cần nhất là cái điện thoại. Nha, tất cả mọi người đều có cái công cụ này rồi. Còn có hơn nữa thì có thể mua cho tôi một cái nó gọi là cái grip. Tôi dịch ra tiếng Việt nó gọi là cái tay cầm để quay video ấy. Mua một cái grip bây giờ nó khoảng 7-8 triệu. Có biết là nó có một cái tay cầm thì sao nó để cái điện thoại ngang thì phải dọc không? Sao nó cầm để làm gì? Để chống rung, đúng không? Đấy, và nó chạy, tức là nó chạy ở đây là nó chạy giống như là bạn giết bạn đang đi như này này, thế thì nó sẽ chạy theo, nó chạy theo cái lúc hình của mình, à, nó chạy gần, chạy xa, chạy trái, chạy phải, đúng không? Để tạo hiệu ứng rồi tạo cái không gian, rồi thì nếu mà xịt nữa thì lại có thêm flycam. Nhá, càng nhiều đồ thì mình càng có khả năng sản xuất được những video mà người khác không sản xuất được. Hiện nay cái đội đi phượt ấy, nghề nghiệp nó sướng lắm các anh em ạ. Cái đội đi phượt ấy hiện nay là nó còn cứ đi phượt quanh năm ngày tháng mà nó vẫn có tiền. Không biết tại sao? Bởi vì là nó đi phượt thì nó lại quay lại những cái không gian đẹp ở Việt Nam. Xong nó quay cái video đấy là đưa lên YouTube. Đưa lên YouTube xong thì view nó cao. Nó lại kiếm được tiền từ quảng cáo từ YouTube. Đấy, tất nhiên là không phải tất cả, nhưng một số kênh mà nó mạnh, nó còn 1 triệu lượt xem. Thì bây giờ mọi người biết rồi, 1 triệu lượt xem là có khi là đã kiếm được mấy trăm đô rồi. Cứ thế, tiền đấy lại đẻ lại có chi phí để lại đi chơi lại quay tiếp. Thế nên là nó cứ rong ruổi suốt cả mà nó vẫn có tiền. Còn mình thì đi làm cắm mặt từ sáng đến đêm thì vẫn không có tiền. Nó khác nhau về mô hình. Nhưng mà thực chất là chỉ cần một cái điện thoại là đã có thể thành công rồi. Còn bạn các bạn càng đầu tư nhiều càng tốt. Một cái điện thoại thôi nha. Còn có thêm thì càng tuyệt vời. Đặc biệt là có ekip và diễn xuất cùng này. Thế một số bạn là làm đồ mẹ bé thì hay đưa con vào quay video. Có bạn hôm qua đưa tôi một cái kênh cứ vợ chồng con cái nô đùa trên giường cũng không có người xem, bởi vì là nó không hề có bất kỳ cái ý tưởng nào cả. Trẻ con thì nó rất là hấp dẫn đó. Nếu mà có trẻ con trong video nó rất là hấp dẫn, bởi vì trẻ con nó có một thứ mình không có, nên là cái tính tự nhiên của nó rất là tốt. Mình nhiều khi là phải chuyên nghiệp thì mình mới tự nhiên được, đúng không? Trẻ con nó rất tự nhiên, nhưng mà mình phải đưa nó vào một cái kịch bản và kiểu giống như là bây giờ bố với con cùng nhau trêu mẹ, tạo cái bẫy nào đó trêu mẹ, hay là tạo ra những cái khoảnh khắc mà gia đình nó phải rất là vui vẻ vỡ hòa lên thì người ta mới xem. Hay là một đứa trẻ nó biết nhảy, biết hát, biết làm cái này cái kia view. Thậm chí là bây giờ cả những con chó, con mèo mà nó biết làm một số thứ theo yêu cầu của mình, view rất là cao. Thị trường mà sáng tạo nội dung này thì nó sáng tạo lắm, nó không có một cái chuẩn mực nào quá cả. Tiếp tục này, đấy, thì chúng ta sẽ biết cách lên kịch bản. Biết cách lên kịch bản. Thế bây giờ kịch bản ở đây các anh chị phải lưu ý là chúng ta thường cái video chúng ta có 1 phút thôi. Thế thì chúng ta chia ra, chúng ta viết kịch bản. Lời thoại, đúng không? Chúng ta tưởng tượng ra phân cảnh. Khái niệm phân cảnh ở đây có nghĩa là khái niệm là một cái video 1 phút như này mình có bao nhiêu cảnh. Quay trong lớp học này là 1 cảnh, quay ở bên ngoài trời là 1 cảnh, quay ở chỗ này chỗ kia là một cảnh, đấy gọi là khái niệm phân cảnh. Và các phân cảnh đấy khi ghép vào nhau nó phải hợp lý, nó phải hợp lý. Nhiều trò, nhiều cái để chúng ta có thể làm được nhá. Và nhớ này, vì TikTok nó chỉ có 1 phút thôi, cho nên ấy, trong 1 phút đấy, ta chưa nói là cái video 3 phút, 10 phút, 10 phút thì nói gì chỉ nói, thì chúng ta nhớ là chúng ta chỉ giải quyết một việc thôi. Có hiểu ý không ạ? Cái thông điệp mà các anh chị mà khi làm kịch bản chỉ giải quyết 1 việc thôi. Đừng cố gắng giải quyết nhiều thứ, bởi vì thời gian nó rất là gì? Ngắn.
Cái video này em nói về việc là ví dụ như em nói về bất động sản đúng không, thì tại sao bất động sản Quảng Ninh nó hot như thế, thì em đưa ra khoảng 5 cái lời giải là vì sao bất động sản Quảng Ninh hot. Thế hết cái video đấy nó chỉ giải quyết đúng một cái việc là tại sao bất động sản hot, đừng nói thêm cái khác, nó không có đủ thời gian. Và mình cũng sẽ phải thỉnh thoảng phải xen lẫn nhá, xen lẫn các video là ngoài video về chuyên môn, ví dụ như về bất động sản, thì mình cũng nên có những video về giải trí, video về khách hàng. Hôm nay tôi đưa khách hàng đi tham quan dự án ABC XYZ. Đây là một khách hàng này, đang căn hộ này bao nhiêu mét, bao nhiêu tỷ, vân vân. Lợi nhuận của căn hộ này thời điểm này là bao nhiêu? Ví dụ như vừa nãy anh Sơn có hỏi anh Đạt là cái căn này bây giờ giá bao nhiêu? Thế thì rõ ràng thị trường người ta cũng muốn biết. Anh muốn biết thì thị trường người ta cũng muốn biết. Và quay một cái video ở phía đằng trước. Còn cái video quay ở đây này, đây là cái chỗ Mon Bay này, ở chỗ này này. Giá ngày xưa chủ đầu tư giao là có 13 tỷ thôi. Nhưng sau 2 năm, sau 3 năm thì bây giờ giá đã là 30 tỷ rồi ạ. Và 30 tỷ mà người ta còn đang chưa bán đây. Suy ra là sau 3 năm vừa rồi thì bạn đã tăng trưởng được khoảng độ 2,5 lần, đúng không? Suy ra là mỗi một năm bạn đã lời 80%. Và đầu tư ở khu này rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng ai đã có những cái giá này. Và chúng tôi đang có những cái dự án tương tự như vậy, như vậy, như vậy. Đấy. Thì các bạn có thể gọi cho Phan Anh, đúng không? Số điện thoại này để được tư vấn và để được X2, X3. Thế là mình bán hàng mà. Mình phải chia sẻ ra xa lớn, bởi vì nếu mà cứ chuyên môn nhiều quá thì view của nó sẽ không cao. Đấy là những cái kinh nghiệm nhá. Còn diễn xuất thì bắt buộc là mọi người phải tự học thôi. Quay nhiều nó thành quen, nói nhiều ngượng nó thành quen, vấp nó sẽ thành quen. Nếu còn chúng ta không có đủ thời gian để dạy một cái lớp diễn xuất, đi đứng tạo dáng cười, rồi những cái đúp hình quay như thế nào, tất cả điều đấy các bạn phải học, tự học hoặc là học thêm ở các lớp khác, hoặc là bạn phải làm thử sai. Càng tự nhiên, càng vui, càng hài thì chúng ta càng thắng lớn đối với TikTok. Mà một khi ấy, bây giờ nó kiếm tiền nó rất là hay ở cái chỗ như này này. Một khi mà bạn thành công với một kênh TikTok thì tức khách người ta tìm đến. Ở Hà Nội tôi có biết một bạn, bạn ấy cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà bạn ấy thích làm việc với trẻ con, nên là bạn đã mở một cái kênh TikTok chuyên dạy về tài chính, dạy về tài chính, nhưng mà là cho trẻ em. Tức là thực ra vẫn là các kiến thức về tài chính của người lớn thôi, nhưng bây giờ là người ta nói cho trẻ em nghe. Tên kênh của người ta là Phan Anh chuyên gia tài chính cho trẻ em. Có hiểu ý không? Thế sau đó bắt đầu là các mẹ mới thấy cái kênh này hay quá, bởi vì là ồ, đúng rồi, bây giờ trẻ con phải học tài chính sớm, chứ đợi đến lúc nó ngu ngơ 30 tuổi như mình mới học về tài chính thì sau này nó nghèo, nó khổ lắm. Bây giờ 10 tuổi hay là 8 tuổi nó phải dạy nó về tài chính rồi. Nó phải biết tiết kiệm là gì, nó phải biết đầu tư là gì, nó phải biết kiếm tiền như nào, vân vân mây mây. Thế là xong, tự dưng là thế, nhắn tin hỏi là thế chị có mở lớp không, chị mở ở đâu, bao nhiêu tiền. Thế thì ban đầu